Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị giao ban công tác mặt trận 9 tháng năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. 9 tháng qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã vận động quỹ vì người nghèo được tiền và quà với tổng trị giá hơn 43 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 31 căn nhà đại đoàn kết trị giá 1,9 tỷ đồng, sửa chữa 62 căn nhà cho hộ nghèo trị giá 1,6 tỷ đồng. Hỗ trợ 51 tỷ đồng cho 21 tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã triển khai 748 mô hình, trong đó có 244 mô hình giảm nghèo. Nhiều công tác hoạt động khác như xây dựng đảng, chính quyền, giám sát, phản biện xã hội tiếp tục được Mặt trận Tổ quốc các cấp quan tâm, nâng cao về số lượng và chất lượng, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh phát triển. 3 tháng cuối năm 2024, Mặt trận Tổ quốc tỉnh tập trung tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phối hợp tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh trong năm 2024.